Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Suốt thời gian qua, MU đã luôn phải lo lắng về tương lai của De Gea, người có phong độ cao nhất trong đội hình nhiều năm gần đây. Không ai khác, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer là người đóng vai trò quyết định cho việc ở lại của De Gea. Thủ môn này được cho là rất ấn tượng với Solskjaer cả trong và ngoài sân cỏ. Người gác đền số 1 của MU tin rằng vị chiến lược gia người Na Uy có thể đưa câu lạc bộ trở lại vinh quang trước đây qua từng buổi tập và ảnh hưởng của ông trong phòng thay đồ. Tuy chưa thể giúp MU vô địch Premier League, nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện được một số phẩm chất quý giá của mình, ví dụ như thuyết phục cầu thủ. Nhờ đó, thủ môn David De Gea đã chấp nhận ký bản hợp đồng mới với MU sau khi được ông thầy thuyết phục. Tin tức về việc David De Gea ký hợp đồng mới là niềm vui hiếm hoi trong mùa hè này của Quỷ Đỏ, giúp những người yêu mến đội bóng này tạm quên đi cơn đau đầu Alexis Sanchez và Pogba. Cho dù thế nào, De Gea vẫn quá quan trọng đối với đội bóng này. Có những lo ngại thực sự về khả năng người giữ đền 28 tuổi này sẽ ra đi. Điều nếu trở thành hiện thực thì sẽ là cơn đau đầu dành cho Solskjaer trong lúc ông đang cố gắng tái thiết lực lượng sau một mùa giải đáng thất vọng chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Cần biết rằng De Gea là mục tiêu theo đuổi từ lâu của Real Madrid, trong khi PSG, Juventus cũng như bầy kèn bay xung quanh thủ môn người Tây Ban Nha khi anh bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng với MU. Các cuộc đàm phán để giữ chân De Gea đã được tiến hành từ rất lâu, nhiều căng thẳng và cái giá phải trả không hề rẻ. Bản hợp đồng mới có mức lương 375.000 bảng mỗi tuần của De Gea chỉ kém Alexis Sanchez hay Mesut Ozil bên Arsenal một chút thôi. Nhưng thế còn hơn phải bán De Gea với giá 70 triệu bảng hoặc mất trắng. Tất nhiên MU sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Kịch bản đôi bên cùng có lợi là De Gea trở lại phong độ đỉnh cao từng giúp anh trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới và MU có thể xây dựng một hàng thủ vững chắc khi chuyển sang một kỷ nguyên chiến thắng khác. Thủ môn có vai trò rất quan trọng với MU, đặc biệt trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Chính hiệp sĩ này được quyết định mua De Gea bởi ông tin tưởng vào tuổi trẻ, tốc độ và năng lượng của thủ thành này. Quả nhiên De Gea là một trong những vụ chiêu mộ thành công của MU khi rời Atletico sang MU với giá 19 triệu bảng năm 2011. De Gea đã nhiều lần chứng minh năng lực của mình, từng đoạt được các danh hiệu quốc nội như Premier League, FA Cup, League Cup, giữ sạch lưới 128 trận trong 362 lần ra sân. De Gea cũng 5 lần được các đồng nghiệp bầu chọn vào đội hình tiêu biểu Premier League trong năm. Với 14 pha cứu bóng trong trận gặp Arsenal năm 2017, De Gea được coi là người nhện siêu đẳng và đây chính là một thành tích xuất sắc nhất đối với cá nhân một cầu thủ tại Premier League. Mùa trước, anh sa sút một phần bởi biến động của đội bóng và một phần bởi những toan tính tương lai rằng sẽ ở lại hay ra đi. Song giờ đây, MU tự tin rằng De Gea sẽ lấy lại mọi phẩm chất của mình nhờ bản hợp đồng mới, sẽ cùng Quỷ Đỏ bước vào một giai đoạn mới. Khởi đầu bằng trận tiếp Chelsea trên sân Old Trafford ở Premier League 2019-2020. Đấy là thành quả của Solskjaer khi đã thuyết phục thành công De Gea. Chúng tôi có thủ môn hay nhất thế giới. Solskjaer liên tục khẳng định điều này kể từ khi tiếp quản đội bóng. Huấn luyện viên này đã từng tuyệt vọng trong việc níu kéo De Gea, nhưng tấm lòng chân thành của Solskjaer cộng thêm việc PSG bị luật công bằng tài chính của UEFA ngăn cản thâu tóm De Gea, nên Solskjaer đã đạt được mục tiêu. Có lẽ De Gea sẽ được trao băng thủ quân của MU. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý bởi anh là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Solskjaer muốn De Gea trở thành cánh tay nối dài trong đội ngũ cầu thủ nhằm kiểm soát MU hoàn hảo. MU còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, song ít nhất, Solskjaer đã giải quyết xong mảnh ghép đầu tiên, David De Gea. Ngoài De Gea, Solskjaer cũng đang lên kế hoạch giữ chân một trụ cột khác là Pogba. Ngoài ra, huấn luyện viên người Na Uy cũng đã và đang bổ sung thêm những nhân sự mới, giàu sức trẻ và cống hiến cho câu lạc bộ. Hãy cùng đón chờ xem MU sẽ trở lại thế nào trong mùa giải mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.